Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 26 tháng 11 năm 2021, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em lại cập bến thêm rất là nhiều những cái dòng hàng kg đẹp, những cái mặt hàng lan rừng đẹp, hàng đang chuẩn bị mùa hoa mùa nụ và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần mới về ạ. Để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì nói chung là mặt hàng về cực kỳ là phong phú, từ mặt hàng kg cũng như là những cái dòng hàng lan thuần nhé. Hàng sẽ chuẩn bị để cô chú anh chị có thể được đón hoa Tết cũng như là hoa xuân trong mùa xuân tới này. Và bên cơ sở lan rừng em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg, đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì hàng chuyển vào trong miền Nam thì đôi khi bọn em sẽ sử dụng cái gói cước và chuyển phát nhanh để đảm bảo hành trình đến tay cô chú anh chị ạ. Thì cái cước nó sẽ có thể nhỉnh hơn một chút xíu nhé. Khoảng tầm 10 cho đến 20.000 thì cũng mong cô chú anh chị là hết sức thông cảm ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từ mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì hôm nay em về một cái lô hoàng thảo vạch đỏ. Dòng hoàng thảo vạch đỏ này là một trong những dòng lan khá là hiếm nhé, khá là hiếm. Nó là một trong những cái dòng lan mà người ta đã liệt vào top những cái cây lan trong sách đỏ và hoa thì rất là đẹp luôn. Dòng lan hoàng thảo vạch đỏ em bán với giá là 200.000 cho 1 kg dòng lan hoàng thảo vạch đỏ này. Và hàng này thì cây bây giờ là cô chú anh chị có thể về để ghép sang xuân mình được ngắm hoa rất là tuyệt vời rồi. Đó, cây đứng ngọn và cứng cáp rất là đẹp như thế này, hàng xanh tươi nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có lô hôm nay lại về một cái lô kiều vuông cánh trắng để cô chú anh chị chờ đón ghép cho mình những cái giò hoa để chơi xuân, chơi Tết này. Cô chú anh chị dòng này người ta có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn ấy ạ. Em bán là 230.000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng nhé. Sang bên này đây là dòng lan dáng hương đuôi sóc này. Những cây dáng hương đuôi sóc lá xếp rất là xinh ạ. Và dáng hương đuôi sóc này em bán với giá là 110.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây là đặc biệt với cái lô hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 này cô chú anh chị này, cây hôm nay về khá là lớn ạ. Hoàng nhạn tháng 4 thì không kém cạnh gì với cả hoàng nhạn tháng 8 đâu nhé. Cái sắc cũng như là hương cây, kể cả từ thân lá, nếu như là không nở khác mùa thì không thể nào phân biệt được. Thế kể cả từ cái mùi hương cũng như là cái sắc đẹp của nó. Cái mùi hương thì tuyệt vời luôn rồi. Hoàng nhạn tháng 4 hôm nay về cây khá là lớn ạ. Em bán với giá là 550.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg. Bởi vì là cái dòng hoàng nhạn tháng 4 này thì cây nó cũng tương đối, lô này thì cây khá là lớn rồi. Nhưng mà dòng hoàng nhạn thì cây nó cũng vừa vừa chứ không phải to như là cáo hay là chồn đâu ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng hoàng thảo u lồi. Hàng này thì chắc là chuẩn hoa Tết tuyệt vời luôn rồi cô chú anh chị ạ. Hàng cực kỳ là đẹp. Đây ạ, đang nhú nụ như thế này này. Cây thì đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đó, hoàng thảo u lồi này em bán với giá là 220.000 cho 1 kg và mầm gốc bây giờ cũng đang bắt đầu lên này. Sang bên này đây thì em có lô hoàng thảo gà dẹt thì cái hàng tầm mùa này cũng đang là cái mùa xuống lá và một số cây thì cũng đang bắt đầu là sưng mắt nụ rồi. Cái gà dẹt này thì có thể nở hoa vào đúng cái thời điểm sau Tết hoặc là thời điểm Tết luôn ấy ạ, hoàng thảo gà dẹt nhé. Em bán với giá là 180.000 trong 1 kg hoàng thảo gà dẹt. Và bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc Tây Bắc. Nói chung là dòng dáng hương tam bảo sắc Tây Bắc ấy thì nó không nhìn, nó không xếp thẳng như là dòng dáng hương tam bảo sắc của vùng Lào, nhưng mà cái dòng Tây Bắc này thì rất là dễ thuần, dễ chăm. Nó về trồng ấy thì rất là ít bị rớt lá. Và nhìn cái bộ rễ thì cô chú anh chị biết rồi, nhìn kiểu cây nó cũng rất là khác nhau nhé cô chú anh chị nhé. Đa số là những cái giò tam bảo sắc gọi là những giò khủng ấy thì đều là dòng của Tây Bắc cô chú anh chị này. Dáng hương tam bảo sắc về cô chú anh chị ghép để sang xuân mình có giò hoa thơm tuyệt vời ạ, để thưởng thức ạ. Em bán dáng hương tam bảo sắc này với giá là 160.000 trong 1 kg. Sang bên này đây là dòng đai châu khai thác ở rừng. Dòng đai châu khai thác rừng thì cây này cây khá là lớn này cô chú anh chị này. 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 10 cây trên 1 kg. Em bán 420.000 trong 1 kg. Bên này đây sẽ là dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Thân thì nhìn nó khá là giống với cả gà dẹt. Tuy nhiên khi mà sổ hoa thì sẽ là những cái bông hoa gà tròn rất là tuyệt vời. Nói chung là một vùng miền mà ai đã được ngắm mặt hoa gà của vùng Cao Bằng thì đều cực kỳ là thích cái mặt hoa của gà vùng Cao Bằng quê em ạ. 200.000 cho 1 kg gà tròn của vùng Cao Bằng nhé. Và sang bên này đây là dòng long tu xuân. Đấy, hàng thì đã xuống hết lá rồi. Và nói chung dòng long tu xuân mùa này cô chú anh chị ghép sẽ được một mùa hoa trọn vẹn. Cô
cũng như là được chăm 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 mầm đúng cái thời điểm tuyệt vời nhất. Em bán với giá là 220.000 trong kg, và phi điệp vàng này cô chú anh chị này, mầm mướt mượt mượt luôn như vậy đấy ạ. Bên em cắt tỉa rất là kỹ luôn nhé. Cái dòng này thì hoa thì cái vẻ đẹp của nó thì nổi tiếng với sắc vàng rực rỡ, nở vào hoa tháng, nở vào tháng 8 ấy ạ. Một cái thời điểm mà rất là ít những cái loại lan nở. Em bán là 100.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo môi tua, hay còn có tên là hoàng long vĩ. Em bán hoàng thảo môi tua này với giá là 130.000 cho 1 kg nhé. Và bên này sẽ là hoàng thảo hoàng lạp này cô chú anh chị này, thân căng nú và hàng cắt tỉa rất là kỹ. Nói chung là đa số đều là những cái thân mà có thể cho hoa ở những cái tầm thời điểm mùa xuân này á. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Hoàng thảo hoàng lạp. Bên này em có một cái lô hoàng phi hạc này, thân căng nú luôn, đảm bảo cho một mùa hoa đẹp. Cái lô hoàng phi hạc này em bán với giá là 90.000. Và một cái lô hoàng thảo kèn ngắn này cô chú anh chị này. Một cái lô hoàng thảo kèn ngắn với lẫn với cả cái cây gì đây? Cây này là cây lụa vàng á. Cây này chắc là cây lụa vàng rồi cô chú anh chị. Lẫn với một nhánh lụa vàng, cái lô hoàng thảo kèn này này. Hoàng thảo kèn. Cái lô này khá là nhiều, cái thân nó ngắn ngắn khoảng tầm 30 40 cm đổ lại. Và cái lô hoàng thảo kèn ngắn xinh xắn này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho cái lô hoàng thảo kèn, kèm với cả một cái cây lụa vàng đang nụ đây nhé. Và sang bên này đây sẽ là một cái combo lan rất là đẹp luôn ạ. Một cái phần hoàng thảo lụa vàng này rất là đẹp luôn, căng tươi cực kỳ là đẹp nhé. Đó, một cái phần hoàng thảo lụa vàng rất là đẹp này. Một cái lô hoàng thảo trúc mành này. Vừa là một cái thân trúc Phật Bà đây. Một cái dề trúc Phật Bà này. Toàn là những cái loại lan đẹp thôi. Một dề kiều vàng đây ạ. Và cái lô hàng này thì cả cái combo này em bán với giá là 150.000 nhé. Ba cái loại hàng rất là đẹp. Và bên này đây là em có hai cái lô tóc tiên của vùng Cao Bằng cực kỳ là xinh ạ. Nó nuột dài y như là cái tên gọi của nó nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, một nhánh như vậy thì nó có thể cho hai cái chủng hoa rất là dài luôn đây này cô chú anh chị này. Đó, một cái nhánh như thế này thì nó vừa tàn rất là tiếc, nó vừa tàn hoa xong ấy ạ. Hoa của nó rất là đẹp nhá. Và một cái lô tóc tiên như thế này này, hoa trắng và họng đỏ rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 80.000 cho một lô. Và bên này là hoàng thảo tam bảo sắc. Cái dòng hàng cũng rất là rực rỡ, hoa cực kỳ là rực rỡ luôn. Cái lô hoàng thảo tam bảo sắc như vậy em bán với giá là 80.000 cho một lô. Và bên này đây thì em có một cái, hôm nay thì em có một cái lô quế tím này. Lô quế tím này thì có 19 cây tất cả ấy nhá cô chú anh chị nhá. Có đến 19 cây tổng ấy ạ. Đó. À, dòng quế tím này, cái lô này em bán với giá là 60.000. Bên này em có hai cái lô hài Henry. Một cái lô như này thì thoải mái cô chú anh chị, thoải mái cô chú anh chị trồng ngói á. Một cái lô hài Henry như vậy thì em bán với giá là 50.000 cho một lô này cô chú anh chị này. 50.000 cho một lô hài Henry, thoải mái được, làm được rất là nhiều chậu luôn ạ. Và sang bên này đây thì hôm nay em cập bến mới vô vàn những cái dòng hàng lan thuần đẹp. Nói chung là đủ mặt hàng lan thuần đẹp để cô chú anh chị thoải mái lựa chọn nhé. Em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị này. Trước tiên là những cái chậu đai châu ạ. Cái chậu đai châu này cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em, nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu cặp lá đây. Còn thậm chí là có cả cây mẹ con này. Đấy, những cái cây như thế này thì hàng này hàng châu Thái nhé. Hiện tại em thấy là có cây đang nhú 3 vòi nụ này. Có cây đang nhú 2 vòi nụ, có cây đang nhú 3 vòi nụ cô chú anh chị nhé. Đó, hàng thì rơi vào 4 cặp lá trở lên. Đấy, rơi vào 4-5 cặp lá trở lên, đẹp một cách xuất sắc luôn, hàng chậu nhựa. Cái này thì cô chú anh chị về không phải trồng lại mà có thể để như vậy và cô chú anh chị treo lên để chơi luôn đấy ạ. Hàng đai châu Thái thì hôm nay em vừa cập bến mới một cái lô như vậy này. Cô chú anh chị nào nhanh tay để có thể chọn được những cái chậu lan to và đẹp nhất ạ. Cái lô châu Thái hàng chậu gỗ này, rơi vào 4-5 cặp lá trở lên, cây từ 2 cái vòi nụ trở lên, em bán với giá là 210.000 cho một chậu nhé. Và riêng dòng châu Thái thì nó có đủ màu sắc ạ. Đủ màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn luôn cô chú anh chị này. Đó, toàn là những cây mít xếp rất là đẹp như thế này cô chú anh chị. Đấy ạ, có những cây ngọn tím liệm luôn. Nói chung là riêng dòng châu Thái thì nó sẽ có đủ màu sắc, đủ màu sắc. Thoải mái cô chú anh chị có thể lựa chọn luôn ạ. Hàng cây to và rất là đẹp luôn nhé. Toàn là những cây bản lá mít xếp rụt rất là đẹp luôn như thế này. 210.000 cho một chậu. Và bên này là em cũng có vẫn còn có những cái cây hai cái chậu nhựa lồng nhau này, hai cái chậu nhựa lồng nhau này thì em cũng bán với giá là 210.000. Đó, thì cô chú anh chị muốn lấy cái loại nào thì lấy. Cây nào cũng đều không thể nào chê được. Và cây bên này sẽ là hàng châu bảng gỗ. Châu bảng gỗ này thì em có màu trắng và cây màu tím đốm nhá cô chú anh chị nhá. Màu trắng màu tím đốm. Một cây như thế này cũng ít nhất hai cái ngồng hoa và cây thì rất là to khủng luôn rồi. Tán lá của nó rơi vào ít nhất là 25 cm. Lá mít dày cộp luôn, 260.000 cho một chậu. Hàng bên này là những cái cây đấy. Em thì hôm nay về rất là nhiều loại châu luôn, cô chú anh chị thích chọn loại nào cũng có. Đây là những cái cây chậu nhựa nhỏ này, một cây như thế này có ít nhất là hai cái ngồng nụ này.
cũng là một một cái đây, như cây này thì đang có một nụ này nhú khá rồi, bây giờ cây bên này đang nứt nụ này. Nói chung là một cây hàng chậu nhựa đơn này này thì nó sẽ có một hai cái ngồng hoa nhá. Em bán với giá là 130.000 thôi. Đó, cô chú anh chị thích lấy loại nào chọn loại nào thì cứ cứ gọi thì em có đủ loại cho cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái cây hài mốc hồng. Phải nói là siêu xinh luôn ấy ạ. Dòng hài mốc hồng nhá. Hài mốc hồng một chậu như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 nụ nhá. Đó, nở hoa thì trưng ở trên bàn thì thôi rồi ạ. Đẹp một cách xuất sắc luôn, ngắm nụ không đã mê rồi ạ. Và một chậu hài mốc hồng như thế này này, rơi vào khoảng tầm 5 nụ. Em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu nhá, chú anh chị nhá. Quá là yêu luôn đúng không ạ? Đấy ạ. Đó, bông hoa của nó khi mà nở thì nó có thể to bằng cái ly rượu ấy cô chú anh chị, nó rất là to luôn á, cực kỳ là bền luôn. Cái sắc hoa hồng rất là đẹp, hái mốc hồng. Chậu 100.000. Và sang bên này đây. Và bên này là em có những cái chậu kiếm hồng Nhật Minh này cô chú anh chị này. Hàng này là hàng gieo hạt tự thụ nhá. Nên nhìn cái bản lá, thân lá của nó không thì cũng đã rất là khác với những cây khác rồi. Một chậu hồng Nhật Minh này, hàng này trên 1 năm tuổi rồi, em bán với giá là 120.000 cho một chậu. Bên này sẽ là những cái chậu hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, mỗi một cây là ít nhất 2 ngồng hoa. Cây này thì nó có 3 ngồng hoa nhưng một ngồng hoa bị gãy. Cây thì cực kỳ là khỏe luôn, em bán 70.000 cho một chậu hồ điệp lá biên này ạ. 2 ngồng hoa như vậy cũng đủ đẹp để cô chú anh chị ngắm rồi đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên, rất là nhiều giả hành, nặng chịu tay luôn cô chú anh chị này, những cái chậu sơn thủy tiên đấy ạ. Và một chậu sơn thủy tiên như thế này thì em bán với giá là 230.000 cho một chậu nhá. Sau bên này đây thì hôm nay em cập bến mối mới một cái lô này này. Đó là cái dòng lan cho ai mà thích cái hàng đang nụ rồi đấy ạ. Đây là phi điệp 5 cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn ươm ki ạ. Chuẩn ươm ki nên là sẽ chuẩn mặt bông. Như em đã nói rồi đấy ạ, phi điệp 5 cánh trắng họng hồng thì nó sẽ nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Một chậu, nếu như là một chậu mà có một thân, nó sẽ cao khoảng tầm 70-80 cm. Hàng đang nhú nụ như thế này, em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu nhá. 100.000 cho một chậu một thân ạ. Đang nhú nụ như thế này này. Đó. Còn bên này sẽ là chậu hai thân thì cũng đang sưng nụ hết à. Đẹp lắm luôn ấy cô chú anh chị. Chậu hai thân thì chậu hai thân cũng đang nhú nụ như thế này thì em bán với giá là 160.000. Cũng sẽ cao khoảng tầm mỗi một thân cũng cao khoảng tầm 60 cm đổ lên. Đó. Thì một chậu là hai thân thì em bán là 160, còn chậu một thân thì em bán là 100.000. Thế cô chú anh chị nào cứ thích lấy loại nào thì lấy chậu hai thân hay là chậu một thân thì cứ báo em nhé. Yêu luôn ạ. Quá là yêu luôn ạ. Cái dòng lan mà trước đây mỗi một thân này thì nó phải tầm trên 300.000 ấy cô chú anh chị. Đấy, nói chung là mặt hoa của nó rất là đẹp luôn mà cực kỳ là thơm. Và sang bên này đây là hôm nay em lại về một cái lô hồ điệp đâu? Đây là trầm biên vàng hay còn gọi là trầm lá biên, trầm 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 lá phát tài ạ. Một cái dòng hàng đây, nó chiều cao của nó là khoảng tầm trên 40 cm nhá. Thân thì nù bằng cái ngón tay cái hết cô chú anh chị nhá. Nù bằng ngón tay cái hết và hàng thì ươm, hàng là hàng ươm ki, chuẩn cây giống đến từng 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 chút một luôn. Và nói chung là cái dòng trầm biên vàng này ấy, thì nói về cái mặt bông của nó là không có điểm trừ luôn cô chú anh chị này. Đấy, khi mà em được lần đầu tiên được ngắm cái mặt bông của cái dòng trầm này thì thực sự là quá là bất ngờ về cái vẻ đẹp của cái dòng trầm biên vàng này này. Mặt bông không có điểm trừ nhá. Và một cái chậu trầm biên vàng đẹp như thế này, cao trên 40 cm, em xin phép bán với giá chỉ có 120.000 cho một chậu thôi ạ. 120.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan mặt bông rất đáng sưu tầm. Và bên này đây thì em có dòng địa lan cọp đỏ. Dòng địa lan cọp đỏ, một cái dòng hàng mà có hoa vươn và cánh hoa bầu. Nói chung là cái rất là khó mà tả được cái vẻ đẹp của nó. Nói chung là cái vẻ đẹp cực kỳ là nhã nhặn, là đẹp luôn cô chú anh chị này. Chỉ một chậu một cần như thế này thôi thì nhìn cũng đã rất là thích rồi ạ. Rất là thích rồi cô chú anh chị nhá. Cái chậu cọp đỏ này cô chú anh chị này. Đó, nhìn sắc hoa rất là đẹp luôn. Cái khuôn bông hoa cũng như cái kiểu dáng hoa của nó, nhìn vươn rất là đẹp luôn ạ. Và một cái chậu như thế này thì nó sẽ đang có ít nhất là 2 cần hoa để cô chú anh chị có thể chơi Tết ạ. Cần hoa thấp này. Một chậu ít nhất là sẽ có 2 cái ngồng hoa thấp như vậy để cô chú anh chị có thể được chơi Tết nhá. Đây này, cô chú anh chị này. Đó. Và một chậu như thế này thì em xin phép bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Và cái dòng này thì cũng rất là dễ thuần. Như nhà em thì hiện tại cũng đang có vài chậu và bây giờ cũng đang nụ rất là đẹp nhá. Đó. 150.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là cái chậu quốc sắc thiên hương. Hôm nay em còn có một chậu duy nhất này thôi. Cái chậu này thì cái cần hoa của nó hiện tại là em thấy là còn có 3 cần đẹp thôi. Thì em bán hàng này em sẽ bán thanh lý luôn ạ. Cái chậu này thì còn 3 cần thôi nhé. À không phải 3 cần mà 4 cần ấy cô chú anh chị.
Phải 4 cần không nhỉ? 1, 2, 3, 3 cần. 1 cần hoa, 2 quần hoa, 3 quần hoa, 4 cần hoa, 4 cần hoa. Đó, hiện tại còn có 4 cần hoa để cô chú anh chị hàng này, hoa này sẽ chơi đến Tết ạ. Tết sẽ sổ bông nhá. Quốc sắc thiên hương. À, cái chậu này bình thường em bán 260 thì riêng chậu hôm nay ạ. Chậu hôm nay từ 5 cần hoa em bán 260. Riêng chậu hôm nay em sẽ để với giá là 200.000 cho cô chú anh chị nào yêu mến ạ. Sang bên này đây thì em vẫn có những cái chậu địa lan Sato đẹp một cách xuất sắc không luôn ấy ạ. Ngắm nụ không đã đủ mê rồi. Em có hai cái màu sắc đó là màu đỏ rượu vang, cô chú anh chị nhìn này. Đó, nhìn nụ đỏ chót và căng rất là đẹp như thế này này. Riêng dòng Sato thì cái độ bền của nó là trên 2 tháng. Độ bền trên 2 tháng của chú anh chị mình nhá. Bây giờ đã là vào cuối tháng 10 rồi. Đó, thì hàng này thì về cô chú anh chị có thể được ngắm hoa cũng như là thưởng thức hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn. Ngắm nụ rồi ngắm hoa từ bây giờ đến Tết luôn. Cái màu đỏ vàng cam này và màu đỏ rượu vang nhá. Một chậu rơi vào ít nhất là 6 cần hoa. Em bán với giá là 400.000 cho một chậu thôi ạ. 400.000 cho một đậu chậu địa lan Sato. Cần hoa siêu đẹp như thế này, ngắm nụ không đã mê rồi đúng không ạ? Và sang bên này đây thì hôm nay em có rất là nhiều những cái dòng, vẫn có rất là nhiều những cái dòng vũ nữ, gọi là những cái dòng lan vũ nữ đẹp mà độc đáo, hoa thơm ngọt ngào vô cùng luôn. Đó, thơm ngọt ngào, cái mùi hương của nó ngọt ngào vô cùng luôn. Trước tiên là em có cái dòng lan, gọi đây là cái dòng lan, đây là những cái chậu rất là to nhé của chú anh chị nhé. Đây là dòng vũ nữ mèo cam, mèo vàng ấy ạ. Dòng vũ nữ mèo vàng, mùi hương thơm rất là ngọt ngào. Nói chung là cái mặt bông của nó đây ạ, rất là xinh, to và rất là xinh. Hình dáng rất là độc đáo ở đây ạ. Đây ạ. Nhìn như là đây cô chú anh chị có thể thấy là cái khuôn bông của nó nhìn hình dáng như là đầu mèo đây ạ. Một nữ mèo cam ạ. Hàng thì đang có một cái cần nụ này. Một chậu như vậy đang có một cần nụ nhá, một nữ mèo cam. Hàng chậu to. Nhiều giả hành đang có một cần nụ. Em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu. Cô chú anh chị có thể tìm hiểu hàng này. Loại hàng này người ta bán không dưới 250 cho một chậu. Dòng hàng mặt hoa rất là độc đáo. Còn bên này cũng là dòng vũ nữ mèo cam. Nhưng mà nó sẽ chỉ có một chậu là một giả hành như vậy thôi. Và cũng đang nhú nụ như thế này. Thì một chậu có một thân như thế này thôi. Em bán với giá là 100. Hàng này sẽ là 130 nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây thì còn có rất là nhiều những cái mặt bông vũ nữ nữa này. Đây ạ, bơ ngọt này cô chú anh chị này. Đây là chậu bơ ngọt này. Chậu khoảng tầm 2-3 giả hành trở lên cũng đang nụ như vậy. Dòng bơ ngọt này em bán với giá là cũng 140. Và bên này sẽ là bông tuyết. Đó, mặt bông tuyết ạ. Cũng cây cũng đang nụ nhá. Chậu thì cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 2-3 giả hành trở lên. Em cũng bán với giá là 140. Và sau bên này sẽ là cây báo hồng. Báo hồng thì cây cũng đang nụ. Và chậu cũng ít nhất là có 2 giả hành. Đây này cô chú anh chị này, chậu cũng ít nhất 2 giả hành khỏe đẹp. Với giá em bán cũng là 140 nhá. Nói chung là đây là những cái mặt bông gọi là đẹp và rất là độc đáo. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại cái mặt bông, cái dòng lan rất là đẹp. Cái mặt bông em thực sự rất là yêu. Cái mặt bông của dòng địa lan cọp đỏ. Và tiếp sang bên này đây là những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Để cô chú anh chị có thể chọn lựa cho mình những cái hình lan ưng ý nhất này. Em xin được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi. Trước tiên sẽ là dòng lan Hải Vân Nam. Một trong những cái dòng lan hài mà cô chú anh chị biết rồi ạ. Một trong những dòng lan hài ngày nay, một trong những dòng lan hài gọi là đáng sưu tầm nhất trong tất cả những cái dòng lan hài nhá. Dễ thuần, dễ chăm. Và hiện tại thì hàng khá là khan hiếm rồi ạ. Em có một số hình ở đây để cô chú anh chị có thể lựa chọn nhé. Cái dòng Hải Vân Nam này hiện tại không có nhiều đâu. Em có hình hài này gọi là hình số 1 này. Hình hài số 1 này em có đây. Hải Vân Nam số 1 có 3 dề như vậy ạ. Em bán hình này với giá là 110.000 nhá, là hình số 1 ạ. Và tiếp theo là hình này là hình số 4 chứ. À không phải hình số 1 mà hình số 4 rồi. Em bắt đầu từ cái từ lại nhá cô chú anh chị nhá. Này là hình số 1 đây ạ. Hình số 1 này một cây mít rất là đẹp, lá mít rất là đẹp này. Hình này lô này cả lô này là có tất cả là 4 cây. Đó, 4 cây Vân Nam nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình này 4 cây, trong đó có một cây mít cực kỳ là đẹp luôn. 4 cây to, khỏe, đều những cây trưởng thành to đẹp như vậy đấy ạ. Hình này em bán là 140. Hình tiếp theo hình số 2. Cái hình Vân Nam số 2 này có tất cả là 4 dề ạ. 4 dề, 4 cây khỏe đẹp như vậy đấy ạ. Hình này em bán với giá là 120.000, rất là rẻ luôn ạ. Tiếp theo hình số 3. Đây, hình số 3 này có tổng tất cả là có 6 cây luôn nhé, chú anh chị nhé. 6 cây này em bán với giá là 100.000. Và tiếp theo là hình số 4. Cái lô số 4 này em bán với giá là 110.000 ấy. Nhưng lúc nãy em đã nói ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái hình số 5. Đây hình số 5 này cô chú anh chị này. Căng tươi mướt mượt luôn ạ.
toàn là những cây mà đã chọn lựa rất là kỹ luôn rồi. Hình này có 6 cây nhé, em bán với giá là 140. Và tiếp theo là hình số 6, 5 cây. Hình số 6 này 5 cây đây cô chú anh chị này. Cây các nói chung là cây hài này thì nó dễ trồng lắm, cây này rất là dễ thuần luôn á. Hình này em bán với giá là 140 ạ. Và tiếp theo là cái hình số 7 này. Hình số 7 này cũng là 5 cây nhá. Hình số 7 này cũng 5 cây, em cũng bán với giá là 140. Đấy, 5 cây 140. Và tiếp theo là hình số 8, 4 cây ạ. Đây ạ. 4 cây này em cũng bán với giá là 140 này, 4 cây lớn nhá, chú ý chị nhá. Và tiếp theo là hình số 9. 9 này là có 3 cây xinh xắn như vậy này, em bán với giá là 120.000. Và hình số 10, 4 cây. Đấy, cũng là 4 cây lớn, 4 cây to như vậy ạ, em bán 120.000. Và hình số 11 này. Đây. Hình số 11 này có 3 dề như vậy này, cô chú ý chị này. Có 3 dề như thế này nhá. Và cái hình số 11 này thì em bán với giá là 130.000. Và hình số 12 có 3 cây như vậy ạ, em bán là 100.000. 3 cây nhá. Và tiếp theo hình số 13 có 2 dề. Đây, 2 dề này em bán với giá là 120.000. Và tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này có 4 cây. 4 cây này em bán với giá là 120.000 đấy ạ. Sau bên này sẽ là những hình đai trâu rừng. Đai trâu rừng thì em bán hàng cân bên kia nhé, 420. Hoặc cô chú anh chị có thể chọn hàng theo cây này, theo theo hình này cũng được nếu như cô chú anh chị muốn kỹ càng hơn. Cái hình số 3 này 3 cây trâu khá là lớn đấy ạ. Hình này em bán với giá là 180.000. Và hình này sẽ là hình số 16 này, 4 cây. 4 cây trâu ở hình 16 đấy ạ. Đây ạ. 4 cây sâu ở hình 16 rất là đẹp như vậy này. Em bán hình này với giá là 200.000 nhá. Và tiếp theo là hình số 17. Số 17 đây, hình số 17 có một cây cây rất là đẹp luôn này. Đó, trong đó có thêm 3 cây này nữa này. Nói chung là hàng rừng thì nó không đẹp bằng hàng bắp trụ nhưng còn lại có vẻ đẹp cứng cáp riêng, hoang sơ riêng. Cái hình này em bán với giá 200.000. Và tiếp theo hình số 18 nhá. Và những cây trâu rừng thì về trồng mình trồng ấy nó lên lá rất là nhanh. Cái hình này thì là em bán với giá là 200.000. Có tất cả là 6 cây á. Và tiếp theo là hình số 19 có 5 cây. Đây, có 5 cây như vậy đấy ạ. Hàng này thì thoải mái cô chú anh chị chơi hoa Tết luôn, kể như cây bé bé như thế này mà cũng đang nhú nụ luôn ạ. Cái hình này em bán với giá là 170.000 này. Và hình tiếp theo hình 20, 3 cây. Đây ạ, 3 cây này ạ. 3 cây khá là lớn ạ. Hình này em bán với giá là 200.000 cho 3 cây này nhá. Và hình số 21 7 cây ạ. 7 cây ở hình 21 này em bán 160. Và tiếp theo là hình 22 là có cây trâu rừng quá là to đẹp luôn này, một cây này, hai cây này. Cây này nụ đẹp. 3 cây đấy ạ. 3 cây trâu rừng rất là đẹp này em bán 300.000. Và tiếp theo hình số 23, 4 cây. 4 cây ở hình 23 này em bán với giá là 140.000 thôi. 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 24. 11 cây luôn á cô chú anh chị. 11 cây trâu ở đây luôn ạ. To, khá là to luôn cô chú anh chị nhé. 11 cây ở đây em bán với giá là 220.000. Tiếp theo hình 25, một cái cây trâu lá kiếm. Dòng lá kiếm này thì hoa của nó cần hoa rất là dài. Bây giờ đang nhú nụ rất là đẹp luôn này. Và cây trâu này thì em xin phép được bán với giá là 150.000. 150.000 cây rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Tiếp theo hình 26. Hình 26 một cặp đôi hai cây trâu lá mít. Xếp nhiều cặp lá đẹp như vậy em bán 230. Tiếp theo hình 27 này cũng là hai cây to uỳnh cách mạng luôn ạ. Đã. Cho ai yêu thích cái sự hoàn hảo nhá. Hai cây trâu to để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa đẹp ở mùa Tết này, em bán 280.000. Hình 28 một cái hình dáng hương đuôi cáo đấy ạ. Hình cáo này có tất cả là 17 cây nhá cô chú anh chị nhá. 17 cây cáo rất là xinh ở đây ạ. Hình này em bán có 120.000 thôi cô chú anh chị này. Về trồng sang xuân sẽ bật xanh tươi đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp theo hình 29. Hình 29 này có 8 cây khá là lớn. Đây, 29, 8 cây khá là lớn ở đây ạ. Hình này em bán với giá là 130.000 nhá. Và tiếp theo là hình số 30. 10 cây ạ. 10 cây ở hình 30 này em bán với giá là 120.000. Sang bên này đây sẽ là những cái cây trầu kiếm, những cây kiếm. Hình số 31 là cái chậu kiếm Taiwan, là kiếm Thái hoa vàng nhá. Nếu như hàng đang sổ hoa người ta bán có thể mỗi một thân rẻ nhất cũng phải tầm 500.000. Thì cái chậu này ạ, chậu này rất là nhiều thân như vậy em bán 380 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hàng này thì sang xuân có thể được nở hoa rồi. Tiếp theo là cái chậu hình tiếp theo là chậu 33, 32. Chậu này em bán với giá 260 và chậu tiếp theo là chậu 33. Em bán là 320.000 này. Và bên này là những cái chậu chuỗi ngọc ạ.
một cái dòng mà phải nói là đẹp từ cái thân đốt, ngắm thích từ nhìn mê từ cái thân đốt đi rồi. Đấy, cái mặt hoa thì vô cùng là rực rỡ luôn rồi ạ. Cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc ấy, hoa rất là bền và cực kỳ là rực rỡ. Cái chậu chuỗi ngọc này này, cô chú anh chị nhìn cho em. Cái chậu này em sẽ bán với giá là 160.000 nhá, chú anh chị nhá, 160.000. Gói thân này cực kỳ là đẹp luôn á. Mà rất là tiếc là bị gập mất cái thân này. Nên em sẽ bán với giá chỉ còn có 160 này. Và tiếp theo là chậu số 35 này, rất là đẹp luôn này. Cái chậu 35 này em bán với giá là 180.000 đây cô chú anh chị. Giả hành căng nuột là rất là đẹp luôn. Chậu tiếp theo là chậu 36, cộng chậu này em bán với giá là cũng 180.000. Và tiếp theo là hình 37. Bảng chuỗi ngọc đẹp xuất sắc như này. Em bán cái bảng này ạ với giá là 180.000 nhá. Đấy, thân tròn vo căng rất là đẹp, cái bảng này thì phải ít nhất là 10 thân tơ. Ít nhất là 10 thân tơ ạ, 180. Và sau bên này sẽ là một cái bảng, một cái chậu giá Hawaii tím xưa. Cái chậu này thì có vài cái thân bị gập, vẫn chơi hoa bình thường, vẫn lên mầm bình thường thôi nha. Có mấy cái thân này bị gập này, này bị gập như vậy này. Đó, nên là em sẽ bán rẻ chậu này với giá 150.000. Và sang bên này sẽ là những cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng. Chắc chắn là khi mà sổ hoa sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng nhé. Mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Cái chậu điệp tím này này, chậu điệp tím này thì em bán với giá chỉ có 250.000 thôi. Đó. Và chậu 39 ạ, chậu 40. Đã, chậu 40 này thì em bán với giá là 200. Chậu này em bán với giá là 230.000. Chậu 40. Chậu 41 này em bán với giá là 230.000. Và chậu 42. Chậu 42 đi ạ. Chậu này em bán với giá là 250.000, chậu này bằng chậu đất nung nhá. Và tiếp theo là chậu 43. Chậu này thì em bán với giá là 220.000 cho chậu 43. Và sang bên này đây sẽ là dòng dendro lá mít và thân nù cực kỳ là đẹp. Một chậu như vậy thì ít nhất là hai thân. Và cô chú anh chị có thể cùng em, cái hàng này thì không phải là hoa vàng mà hoa nó sẽ là tím hồng nhá. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm qua cái mặt bông của dòng dendro nắng này. Và cái dòng này là cái dòng mặt hoa vàng thì hoa của nó to và vô cùng là rực rỡ luôn. Cái cần hoa của nó có thể cao dài đến 60 cm. Còn cái sắc hoa này tím hồng mà nó còn rực rỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà rất là tiếc thì cái lô này em lại không có ảnh hoa. Thì ở đây một cái chậu như thế này này, có 3 thân cực kỳ là nù và đẹp nhá. Hàng này thì nó cho mình hoa quanh năm luôn ấy ạ. Em bán với giá chỉ có 65.000 thôi. Đây là mặt bông của dòng Lan Hài Henry này cô chú anh chị này. Em đang bán mỗi một lô 50.000, có 2 lô duy nhất thôi. Và sang bên này sẽ là muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó chính là dòng cây Thiên Nga. Cái dòng Thiên Nga thì mùa này nó đang xuống lá rồi cô chú anh chị này, xuống lá rồi. Nhìn cây thì nó không được đẹp mã, nhưng mà nếu như mà nói về cái mặt bông ấy, thì nếu như nói về cái cây để mà trồng dễ sống ấy, thì đây là tầm cái thời điểm phải nói là đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị ghép cho mình những cái chậu chậu lan Thiên Nga để mà mình ngắm ấy ạ. Đây ạ. Đây ạ, bây giờ nó đang bắt đầu là lên mầm này, như thế này này cô chú anh chị này. Hàng nếu như là hàng căng, hàng xanh lá ấy, cái củ của nó yếu, về nó rất là, khi mà vận chuyển nó rất là dễ bị thối. Nhưng mà những cái cây như thế này này, giả hành căng khỏe như thế này, nó không bị nổ thối mà lại mầm gốc đang lên cô chú anh chị, về trồng là sẽ được 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 hàng thuần ngay nhanh chóng luôn ấy cô chú anh chị. Đấy ạ. Đấy, mầm đang bắt đầu lên như thế này. Chậu cây thì mỗi một giả hành như vậy nó phải to trên 20 cm, cao trên 20 cm ạ. Và ở đây thì em có 3 màu sắc chuẩn màu nhá. 3 màu chuẩn màu đây cô chú anh chị này. Đây cô chú anh chị nhìn, đây là cây Thiên Nga xanh này. Bên này là Thiên Nga đỏ nâu và Thiên Nga đỏ đốm nhá. Thì mỗi một chậu như vậy em bán với giá 130.000. Đó, 130.000. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng Thiên Nga này. Mặt bông của dòng Thiên Nga đỏ nâu đây cô chú anh chị nhá. Chuẩn mặt bông Thiên Nga luôn như thế này ạ. Em bao chuẩn mặt bông, đây là mặt bông đỏ đốm. Và bên này sẽ là dòng Thiên Nga xanh hay còn gọi là ngọc trai xanh. Đẹp. Đó, đẹp như thế này cô chú anh chị này. Có 130.000 cho một chậu thôi và đều là những cây đã trưởng thành, là những cây giống rất là to, rất là khỏe nhá cô chú anh chị nhá. Bên này đây sẽ là những cái con dao được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen. Và những cái con dao này thì bọn em sẽ bảo hành cô chú anh chị. Bảo hành cho cô chú anh chị là nếu như sứt mẻ bọn em có thể chỉnh sửa lại nhá cô chú anh chị nhá. Nhưng mà cô chú anh chị khi mà dùng thì phải dùng đúng loại này. Đây là cái con dao mà chuyên chặt thái nhá. Chuyên chặt thái ạ. Và con dao này em bán với giá là 210.000, là con dao số 5. Và con dao cũng là con dao chuyên chặt thái này. Con này là con số 6 đây, cán sắt, con này em bán với giá là 150. Con dao này cũng là con dao cán gỗ cẩm chỉ cực kỳ là đẹp, chuyên chặt thái, con số 4, 210.000. Con dao chuyên chặt thái bằng thép không gỉ ạ. Bằng thép không gỉ nhá.
Con này em bán với giá là 250.000. Kể cả cô chú anh chị ngâm muối nó cũng không 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 hỏng. Đây là được làm hoàn toàn bằng nhíp của xe ô tô nhé cô chú anh chị. Bên này sẽ là những cái con dao chuyên thái này. Đây. Con dao chuyên thái bằng thép không gỉ. Thái gọt quả rồi thái rau thái thịt đều rất là tiện dụng luôn. Cái con dao này em bán với giá là 180. Con dao chuyên thái này. Con này em bán với giá 140 cán sắt. Con dao chuyên thái cán gỗ cẩm chỉ với giá 180. Con dao cán cũng là cán gỗ cẩm chỉ đuôi cong với giá cũng 180. Con này là con dao chuyên chặt thái là chuyên chặt thái và đi rừng được. Con này em bán với giá là 230. Và con dao này. Con dao này là con dao chuyên thái lọc này, đánh nhám hai bên cán gỗ cẩm chỉ. Con này em bán với giá là 250.000. Và con số con này con số 10, con dao này bằng thép không gỉ. Cán gỗ và chuyên chặt thái lọc được, con này bán 220.000. Con này là con chuyên chặt thái lọc được này, bằng thép không gỉ này, cái con này em bán với giá là 220.000. Cũng là 220 nhá. Con dao quắm đi rừng nhỡ với giá 130, con dao quắm đi rừng to với giá là 150. Và bên này sẽ là những đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Trước tiên là cái dòng nấm hương, cô chú anh chị nhìn này. Nhìn cái cây nấm hương thì cô chú anh chị biết là cái này là chuẩn zin rừng như thế nào rồi nhá. Nấm hương của vùng Cao Bằng, rừng Cao Bằng ạ, với giá em bán là 150.000 cho một túi này nửa kg được rất là nhiều. Cô chú anh chị có thể lấy một sâu. Một sâu với giá là 20.000 nhá, một túi như vậy là khoảng tầm 9-10 sâu. Với giá em bán 150. Ở bọc như này mà ở bên ngoài còn thấy thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Rất là thơm luôn. Bên này là cái cây miến rong phe đén này 100.000 một túi này, sim khô 100 sim khô 100.000 một túi 1 kg, nấm ngọc cẩu 150, chuối hộp khô 100 và bên này là táo mèo khô với giá 100, rễ mũ tần với giá 120, tầm gửi cây chanh 230, tầm gửi cây nghiến là 190 nhá, hoàng tinh 200.000 ạ. Bên này em có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong kg và rêu rừng là 50.000 nhé. Vỏ thông em có size 12, size 34 ạ. Và size vỏ thông vụn nhé. Bên này đây sẽ là những chế phẩm này. Atonic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ là 60.000 trong một ống và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 thái này, B1 thái 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát và ba loại phân bón lá đồng giá 30.000 cho một lọ nhé. Và bên này sẽ là cái Super 2 hóc môn tăng trưởng với giá 85.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ. Kin Kin Boom cũng là đặc trị thối nhũn với giá em bán là 15.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm hữu hiệu với giá 15.000 cho một gói. Và phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy, 20 túi lọc bên trong với giá em bán là 35.000 cho một hộp nhé. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m với giá là 35.000 cho một cuộn như vậy. Sản phẩm phân bón chùn quế nguyên chất ạ. Cái sản phẩm thương hiệu đây. 35.000 cho một túi này, một cái sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Và đã ủ qua men vi sinh cũng là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi nhá. Một cái sản phẩm phải nói rằng là cung cấp tuyệt đối một cái giá trị dinh dưỡng rất tuyệt đối nhất cho cây. Cả hạn chế nấm bệnh tối đa nhất ạ. Một cái sản phẩm này em bán với giá là 35.000 thôi ạ. 35.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hiện tại cô chú anh chị lấy những cái dòng phân bón người ta nói là phân trâu cao cấp, người ta bán rẻ nhất cũng phải tầm xỉ cũng đã 40.000 rồi. Đó, đấy chỉ là có phân trâu thôi mà chưa có một cái thành phần nào khác nhá. Người ta chỉ xử lý và làm gia viên như vậy thôi. Còn đây là một cái sản phẩm mà đã có làm rất là kỳ công từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, mà một cái sản phẩm ủ men vi sinh, ủ kháng nấm và hạn chế nấm bệnh một cách tối đa nhất rồi. Nói chung là cung cấp một dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho cây trồng với giá chỉ có 35.000. Đó, cái giá này thì đúng còn rẻ hơn cả giá sỉ của những cái loại lan, những cái sản phẩm khác nhé. Đấy, cô chú anh chị có thể tham khảo 35.000 cho một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như vậy. Và bên này sẽ là sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt ạ. Cái sản phẩm này thì làm hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Và có rất là nhiều những tác dụng như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, giảm đau một cách hiệu quả. Và cái mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn. Và trong quá trình nếu như cô chú anh chị sử dụng cái này để giảm đau ấy, xoa bóp giảm đau, nó không hề gây nóng rát mà cực kỳ là hiệu quả, giảm đau rất là nhanh nhé. Đây là sản phẩm từ tự nhiên mà rất là lành tính đối với sức khỏe luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang